Cô ấy là một cô gái trẻ trung, năng động và xinh đẹp. Trong một lần tình cờ, cô gặp chàng trai cùng công ty rất điển trai và phong độ. Cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Họ đã có những buổi hẹn hò lãng mạn. Và tình yêu đã đến với cô gái nhẹ nhàng như thế. Thời gian sau đó, một đám cưới lãng mạn như trong phim. Nhưng mọi thứ không như cô ấy mong muốn. Người cô yêu thương đã phản bội cô để đến với người con gái khác. Mọi thứ dường như đã sụp đổ. Cô đã mất tất cả những gì đã từng thuộc về mình. Cô chợt nhận ra rằng, giá như thời điểm đó, cô không hành động như vậy.